kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 24 giờ thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024 được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử. Và sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nội dung chi tiết sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra lăng chung tiếp công dân định kỳ tháng 9. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giám sát chuyên đề thi đua khen thưởng tại Liên đoàn Lao động thành phố Pleiku. 268 cán bộ đảng viên huyện Đắk Bơ học tập quán triệt các văn bản của đảng. Gia Lai nỗ lực thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Hơn 4.371 tỷ đồng thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 77 cán bộ hội phụ nữ cơ sở. Tặng 120 xuất quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Vụ 21 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại thành phố Pleiku tạm đình chỉ hoạt động cơ sở cung cấp thực phẩm. Kính thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2024. Các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lê Hoàng Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội chủ trì buổi tiếp công dân. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn, viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân tỉnh, công an tỉnh, cục thi hành án dân sự tỉnh. Tại buổi tiếp, các công dân lần lượt trình bày ý kiến kiến nghị một số vấn đề như đề nghị các ban ngành liên quan giải quyết việc quy hoạch đất chợ phía nam huyện Chư Sê, việc đền bù đất thu hồi của người dân xã Gia Ba, huyện Chư Sê để làm đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh qua huyện Chư Sê việc công ty sơn hải kiến nghị xác định nguồn gốc sử dụng đất và chi cục thuế thành phố pleiku ra quyết định cường chế yêu cầu phong tỏa tài khoản của công ty đại diện các ngành đơn vị liên quan đã giải đáp kiến nghị của công dân theo thẩm quyền Liên quan đến kiến nghị của công dân về việc quy hoạch đất chợ phía Nam, huyện Chi Xê, 12 năm qua chưa giải quyết. Tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, yêu cầu huyện Chi Xê báo cáo. Sau đó, tỉnh sẽ có văn bản trả lời sớm vấn đề này cho công dân. Còn kiến nghị của công ty Sơn Hải, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hướng dẫn thủ tục giải quyết từng vấn đề liên quan. Vấn đề đền bù thu hồi đất của người dân xã Gia Ba phải chờ quốc hội phê duyệt định mức đền bù mới có tiền giải quyết cho bà con sáng nay ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề thi đua khen thưởng tại Liên đoàn Lao động thành phố Lê Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua công tác thi đua khen thưởng đã được Liên đoàn Lao động thành phố Pleiku và các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng, có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào thực chất hơn. Hồ sơ khen thưởng đã được đơn giản hóa, giảm số lượng và yêu cầu về văn bản tờ trình, báo cáo thành tích khen thưởng trung bình hàng năm có 87,2%, công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua 100%, các phong trào thi đua sau khi được phát động đều được duy trì, nuôi dưỡng, sơ kết, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp thành phố đạt 76,1%, cấp cơ sở đạt 87,7%. Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động Thành phố Pleiku cũng đã nêu ra các đề xuất, kiến nghị để đoàn giám sát hướng dẫn, tháo gỡ. Các thành viên đoàn giám sát đã kiểm tra hồ sơ và thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của đơn vị. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương ghi nhận các ý kiến kiến nghị của Liên đoàn Lao động Thành phố Pleiku, đồng thời đề nghị Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Pleiku trong thời gian tới tiếp tục tích cực triển khai các phong trào thi đua với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, đa dạng quan tâm hơn nữa công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng nhằm đẩy mạnh hơn công tác quản lý lưu trữ hồ sơ khen thưởng phát huy kết quả đạt được tập trung khắc phục tồn tài để đưa công tác thi đua khen thưởng của đơn vị ngày càng hiệu quả hơn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương Huyện ủy Đắk Bơ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị học tập quán triệt các văn bản của Đảng. Tham gia hội nghị có 268 đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong toàn huyện. Tại hội nghị, các học viên được học tập quán triệt các văn bản của Đảng gồm chỉ thị số 37 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Quy định số 144 Ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Cùng với đó, các cán bộ đảng viên còn được học tập quán triệt kết luận số 84 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Kết luận số 86 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và Hội đồng y Việt Nam trong giai đoạn mới. Kết luận số 168 ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ huyện ủy Đắp Bơ về thực hiện nghị quyết số 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường, đầu tư, kinh doanh, Gia Lai đang nỗ lực đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án với tổng vốn đăng ký 1.028,6 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức thẩm định 36 dự án, trong đó có 3 dự án đã trên Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 270,6 tỷ đồng. 33 dự án còn lại đang trong quá trình hoàn thiện bổ sung hồ sơ. Ông Lê Tiến Anh, giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư, sở kế hoạch và đầu tư cho biết trung tâm triển khai tư vấn cung cấp thông tin cần thiết để các cá nhân tổ chức tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung cung cấp thông tin về lĩnh vực đầu tư, định hướng phát triển kinh tế xã hội, cơ chế chính sách và các quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh, tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trung tâm xúc tiến đầu tư nâng cao tinh thần phục vụ, đề cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cởi mở, thân thiện chuyên nghiệp. Công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thực hiện công tác xúc tiến đầu tư cũng được quan tâm bằng việc thường xuyên cập nhật quy định, chính sách mới đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ về chuyên môn, kỹ năng xúc tiến đầu tư đối với các dự án hoàn thành đưa vào hoạt động các nhà đầu tư đã chấp hành tốt quy định pháp luật về đầu tư tích cực phối hợp với địa phương thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cũng như giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025. Theo đó, kế hoạch này điều chỉnh nguồn vốn để thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025.

28 ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025, dự kiến vốn huy động hợp pháp khác là 106,111 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và trường chính trị tỉnh khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2024 cho 77 chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở. Trong thời gian 12 ngày, học viên tập trung nghiên cứu các chuyên đề như vị trí nhiệm vụ của tổ chức hội cấp cơ sở, chức trách nhiệm vụ của chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở. Học viên cũng được hướng dẫn các kỹ năng về kiểm tra, giám sát, trình bày trước cuộc họp, thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, viết báo cáo xử lý điểm nóng truyền thông, viết tin bài, vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo tiếp xúc làm việc với cấp ủy, chính quyền, người có uy tín. Bên cạnh đó, học viên được tập huấn phương pháp liên quan đến công tác hội như tiếp xúc làm việc và quản lý hội viên ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ công tác xã hội với nhóm phụ nữ đặc thù giải quyết các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ và trẻ em trong khuôn khổ lớp tập huấn học viên được tham quan thực tế học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ tại xã biển hồ thành phố pleiku Tại trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, xã Gia Boi, thị xã A Duyên Ba, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân thị xã A Duyên Ba tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho các em thiếu niên nhi đồng vui Tết Trung Thu. Với tinh thần cả nước hướng về đồng bào miền Bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, nên đêm hội trăng rằm năm nay, Ủy ban dân thị xã Ayunpa không tổ chức chương trình văn nghệ và múa lân. Tuy vậy, chương trình phá cổ cùng các trò chơi đố vui có thưởng vẫn mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho tất cả các em. Dịp này, Ủy ban dân thị xã trao tặng 120 xuất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 8 xã phường của thị xã. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 1.100 xuất quà bánh kẹo cho các em thiếu niên nhi đồng tại xã Gia Rồi Boy. Tổng giá trị toàn bộ chương trình hơn 32 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ 21 học sinh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, ngày 16 tháng 9, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có công văn số 2385 về việc điều tra xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm gửi Sở Y tế Gia Lai. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thực phẩm có nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm, tổ chức điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho cơ sở chế biến nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực 3 bước lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến, thực hiện nghiêm các nội dung tại công văn số 2487 Ngày 11 tháng 5 năm 2024, và công văn số 3113 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm và ngăn ngừa công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, báo cáo kết quả về cục an toàn thực phẩm theo quy định được biết trước đó vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 2024 lớp 71 trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku tổ chức liên hoan nhân dịp Tết Trung Thu với tổng số 45 học sinh tham gia. Trong đó có 34 trên 45 học sinh uống trà sữa do hội phụ huynh lớp mua từ cơ sở trà sữa Cô Ba Sài Gòn, địa chỉ 14 Phùng Hưng, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày. 21 trên 34 học sinh xuất hiện, triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đau bụng, buồn nôn. Trong đó, một học sinh nhập viện điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, một học sinh đến khám tại trạm y tế phường thống nhất. 19 học sinh còn lại có biểu hiện nhẹ được phụ huynh đưa về nhà theo dõi. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.